Em chào anh. Chào cô ơi. Chị ạ. Chào hai anh em. Cảm ơn hai anh em nhá, vất vả quá. Đây để chị giúp. Thôi để em, để em. Hôm nào chị lên bản phát quà cho bọn trẻ con. Cần cưới bọn em đi cùng nhá. Ừ. Hai chị cứ tự nhiên đi. Em đi có việc đây ạ. Ừ. Ngọc, Ngọc. À? Nhớ vụ tối nay nhá. Đi nhá. Vâng, em đi đây ạ. Em làm từ thiện từ bao giờ thế? À, mùa đông năm nào em cũng làm. Em có cô bạn dưới xuôi bán đồ nông sản. Em cung cấp cho nó tiền lãi rồi mua hết quần áo gửi lên. Em cho mấy anh em anh tham gia cùng với nhá. Ồ, thì anh đang cùng rồi còn gì nữa. Thế tối nay hai chị em có vụ gì đấy? À, cái này thì anh phải hỏi Đông chứ em có biết gì đâu. Thì em nói cho anh biết luôn đi. Anh, tối em trực cho. Tối nay tôi có bận gì đâu. Bận chứ, tối có cặp vé xem phim mà. Thì cậu đi xem đi. Nhưng mà tên phim là gì đấy? Đây, đây anh ơi. Đâu? Đấy. Cái gì? Phía trước là bầu trời. Tên phim nghe cũng lãng mạn đấy. Vâng, mà thật ra phim này cũng không hợp với em cho lắm. Nhưng mà vào cái khung giờ đấy, chỉ có mỗi phim mới chiếu thôi. Mà không quan trọng. Quan trọng mình đến dạp chiếu phim là để tạo không khí. Chứ đến dạp chiếu phim không phải để xem phim. Hiểu rồi. Mới có người yêu đúng không? Tại sao không báo cáo? Hả? Đúng là cặp vé này để dành cho một cô gái. Cô gái ấy có tên bắt đầu bằng chữ N. Anh quen đấy. Thân là đằng khác chứ. Hiện nay cô gái ấy đang công tác tại trạm y tế xã. Các cậu đúng là lắm trò. Thật ra cặp vé xem phim này là để tặng anh chị, nhằm ủng hộ củng cố tình yêu của hai người. Em đã họp với anh Đông và đi đến quyết định đầu tư nhân dịp có mã giảm giá. Chúc anh chị đầu bạc răng long, con cái đầy đàn. Khổ quá. Anh cứ đi đi. Mọi việc ở nhà em anh Đông lo rồi. Nhưng mà không biết tối muộn như vậy Ngọc có đi được không ấy chứ. Ôi dồi ôi, anh không phải lo. Em đã chạy dây hết rồi. Em đã điều tra lịch làm việc của chị Ngọc. Anh Đông thì đã chuyển lời và ship vé tận tay chị Ngọc rồi. Vậy có nghĩa là các cậu ép tôi đúng không? Thì mọi khi anh quyết, bây giờ để bọn em quyết lấy một lần. Không bán lùi. 30 phút nữa là anh phải có mặt bên nhà chị Ngọc. Bây giờ thì mời anh vào tắm rửa. Em sẽ là lượt quần áo đàng hoàng tử tế. Chỉ cần đi thôi. Thôi. Đi xem phim thôi mà, làm gì mà cầu kỳ thế. Ê, anh không thể coi thường vấn đề này được. Mặc dù bây giờ em chưa có mảnh tình nào bắt vai, nhưng mà dựa trên số liệu em đã nghiên cứu thì tất cả các cặp đôi mà thành công trong tình yêu đều phải đi tới rạp chiếu phim. Và định mệnh của anh ngày hôm nay là nằm tại rạp chiếu phim. Anh tin em đi, em có người yêu cũ rồi nên tư vấn rất chuẩn, không lệch được đâu. Cậu vừa nói gì đấy? Cậu có biết không? Cái bài cậu vừa dạy tôi kết cục thế nào? Người yêu cũ đấy. Em xin lỗi. Nhưng mà thật ra những cái số liệu mà em nghiên cứu ấy là nó có sau khi mà cái cuộc tình trước của em nó đổ vỡ. Cho nên là em đã gạt bỏ tất cả những cái tham số rủi ro rồi. Anh yên tâm, không thể sai được. Thôi đi đi.